Nó lập đầu trả lại là nuôi cấm bể rồi là nứt theo gì đó là không có ông trời ông có nói dù đó dạ. Vậy là mấy ông này nó giỏi hơn trời. Hồi xưa tới nay vua cha hoàng mẫu đều thương con tại vợ các con xuống trần kêu mà quậy đục nước làm chặt là phạm thiên phạm lực nha. Chết à, chết tự nó phải giờ nó giận. Nói về lực thiên cơ thì tôi nói sẵn nay cỡ 15, 16 năm hồi cái năm mà tấu trời cho đất năm 2000 thấy không tấu trời ở đất rồi tôi ăn cổ tiếu còn đàn bà cái thành trời đất nó tấu nay trời đất tấu trời cho đất tay nắm tay mà tôi rung vậy rung vậy đó phải nói một lần một bà nói lần thứ hai bắt đầu thu gung rồi bà nói lần thứ ba bắt đầu thu gung tức qua tức rồi bắt đầu đang đừng bàn ăn rồi tôi gục xuống gục tôi chưa sức họp mà không về chợ mà tôi về ngay nhà mặt trời ngay mặt trời thì các tiên nam tiên nữ cũng như mấy người đi chợ trẻ qua người lợi. Cái tôi lại tôi hỏi mà bữa nay có tôi chờ tôi đất không dạ chờ mấy ông tiếng nó không có thì ông trả lời chu kỳ 2000 năm ha là tiến phát ra chu kỳ mới do nói giờ sánh giảng bổ bể núi bể non thì mấy ông không có nói được rồi không có ha cũng như là nhiệm kỳ bây giờ nè nhiệm kỳ 2000 năm đủ 2000 năm bắt đầu tới ra từ 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 điểm lên là đúng 2000 năm nữa đó còn nói bên sánh giảng để núi cấm phá lồng gì tùm lum vũ đó tôi không biết nhưng mà tôi trực tiếp là các vị tướng trời nó nói chuyện tôi vậy là cái thế kỷ mới nhưng mà nó có cái gì sàng lọc là bệnh hoạn còn nói là gì không còn nó cũng như là lật cái trang mới vậy thôi trang mới trang mới bây giờ tôi nói rồi nha ông lấy cái bằng chứng rồi lập đời trả lời đây nè ông lập đời trả lời ông phải đất này phải chìm chiến tranh bùng nổ tan nát tan tành ông giờ bình yên vô sự nó có gì đâu coi giờ có giặc giả chiến tranh gì đâu mà lập đời cái đời mấy ông nó tôi đọc vô thiên văn bình tức bên đức bình giáo chủ đó tôi nói xác mình cụ thể còn lập đời hay không mà tôi không biết tôi nói là tiến qua là chu kỳ nó qua một cái chu kỳ mới vậy đó chu kỳ mới hết cái niên hạn ông đúng chu kỳ là 2000 năm bây giờ qua 2000 năm khác giống như người này làm nhiệm kỳ tới người xong hết nhiệm kỳ tới người khác vậy đó trên đây cũng chẳng không có cái gì hết á vua còn thay ngôi đối diện chứ dưới này trên trời tôi còn thay ngôi nữa còn bây giờ tôi nói luôn là cái trong cái bản phong thần thấy không là các vị thần đó làm nhưng mà phong chức người nào được vô trong chiếu chỉ của Ngọc Đế thì ta mới chọn là như người ta soạn thảo lại còn cái người không được ta không cho vô cũng như chúng ông thần thì không có chiếu chỉ của Ngọc Đế là cũng ông thần đó kinh chức nhỏ còn người ta này là nhiệm vụ quan niên kỷ mới bây giờ tôi chính thức còn nó chấm giảng gì chém xếp bùng nổ bể ngang núi cấm cái gì vụ đó tôi không biết tôi chưa trên trời chưa nó có vụ đó như cái tiếng mà bà tiếng sấm nổ đó chú hai có thể chia sẻ cho bà con biết được cái đó là như thế nào cái đó là bởi vì
trời chưa ra lệnh mà tôi không có dám nói được. Còn mấy ông ra coi theo sáng giảng nó sao nó là quyền mấy ông. Nhưng ta coi theo cái sách vở của thầy nói thì ta nói lại vậy thôi ha. Nhưng mà ở trên theo chú Hai về phần tâm linh ở trên thì cái đó là không có cái gì hết. Không có gì hết. Bây giờ chỉ bây giờ là tại sao chúng sanh mà bị bệnh hoạn. Cũng như chúng sanh tạo một cái nghiệp ác. Còn phải chết. Sang thầy khỏi cần. Bây giờ nếu giờ bung giờ nếu mà không có cái bệnh hoạn này nè, chiến tranh liền bắt đầu Mỹ, Tây, Nga rồi bỏ đúng Trung Quốc muốn hạ rầm. Muốn chơi giết họ ngồi tới bắn là bơm tử luôn. Ông thấy cái đó là mới là lập trời. Còn này tự nhiên đâu có gì đâu mà lập trời đại. Lấy bằng chứng gì mà lập trời. Như là nói là phải có bằng chứng ha. Có bằng chứng. Còn bây giờ tu chính thức gì trời thì mấy ông nói chu kỳ đã hết 2000 năm hết, bây giờ qua cái chu kỳ mới. Như này chú Hai chia sẻ cho bà con cũng yên tâm là cái vấn đề đó là không có cái gì hết. Nhưng mà phải lo tu hành. Mình làm hiện thì mình có ý vào rồi nó không chết rồi nó cũng. Cũng như là ông vừa bệnh hoạn đó, vừa cũng như là cái sàn ông bỏ gạo ha. Vô sàn. Còn không chắc thì còn sống, còn không lép là chết. Là cũng như chúng sanh. Chúng ai nói chịu. Người tạo phước đức giống như cái câu gì 10 phần chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 nó sàn hoài vậy đó. Chứ nói giờ lập đầu trả lại là nuôi cấm bể rồi là nứt cái gì đó là không có ha. Trời không có nói gì đó. Vậy là mấy ông này nó giỏi hơn trời. Nên là chú Hai ông mấy người là phàm phu tục tử mà nó có biết gì do cái trời lệnh. Đúng rồi. Làm chật là phạm thiên phạm lực nè. Chết tự nó phải vừa nói giỡn Cho nên như chú Hai về phần tâm linh thì mình nhận được lệnh, nhận sắc lệnh rồi mình mới dám nói ha. Dám làm, dám nói. Bởi vì là tôi nói giờ nè, Ngọc Đế cho áo lông bào, áo vua. Cho cái vũ kiếm luôn, chiền tràm mà ẩu tóc. Dầu anh làm chật, anh em vợ tôi cũng chém như thường. Do lệnh của trời. Còn mấy ông này là chỉ em cắt vị thần, thần dưới đất trấn thủ. Mình không phải khi dễ mấy ông. Thấy không? Mỗi ông cũng có, bởi vì ông thiếu đức thiếu tài mới làm vị thần. Thần non thần nước thần sông thần biến. Không phải mình khi dễ mấy ông. Tại vì người ta có cái công đức có bao nhiêu thì người ta hưởng bao nhiêu. Này là chú Hai cũng như là tiết lộ một ít cho mọi bà con biết ha. Thì vậy đó. Tính tôi đi thâu khắc khí mà tôi không biết là ở do đâu ra, tìm không ra, đưa cái hồ lô vô khóa nhìn kịnh rồi ăn. Rồi tới năm vừa rồi tôi mới trở về chợ. Thì Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ông này cha ra định là mình được. Sử phạt hả? Hồi xưa tới nay vua cha hoàng mẫu đều thương con. Tại vợ nói các con xuống trần kêu mà quậy đụng nước không nghe lời, sát sanh hại vật này làm đủ mọi lời cứ mưu kế thế thần. Giờ mới trời mới phạt cho chứ. Cũng như bệnh trời đó chứ. Bệnh trời kêu bệnh trời đó. Mình cũng mình đi thu hắc khí là tức là những cái phần khí độc virus đồ khí độc rồi đó. Virus đó. Tôi nói vô virus nè. Bữa đó tôi ở trong nhà. Thì một lần khói đen nó bay vô kính bay vô tôi. Mày chết. Mày chết. Tôi mở hộ lô vô đưa cái thâu kinh. Rồi tôi bắt từ nó dứt điểm. Tôi nói vừa đó. Như trong nhà mình cũng có lấy cái bình hồ lô nữa. Đâu có. Bây giờ trong mình tôi nó có hai hồ lô. Một hồ lô nó thâu hắc khí. Một thâu lửa. Thâu nước là một bình viêm. Còn một bình bên đây là cải tử quần sanh, tức là
của bầu linh vực của mẹ Quan Âm. Tôi nói giờ nói rồi. Dạ. Như cái hồ lô đó trong trong người mình đó là cái hồ lô vô hình vô di đó. À vô di đó. À. Dạ, là mình thấy là cái lằn đen là nó bay vô nhà mình luôn ha. Nó chưa tới. Chưa tới ha, là mình thấy rồi ha. Nó băng tay thấy rồi bắt đầu tôi thấy liền, tôi lấy hồ lô tôi đưa liền. Dạ. Tôi thâu liền hồ hết trận hết. Dạ. Bắt từ đó bắt đầu đây mê. Cho nên này cho nên này trong cái thời gian hồi lúc mà bệnh á, bà con là ở đâu cũng bệnh mà nhà chú Hai không có bị. nó cũng là một cái hiện tượng lạ, cái phần vũ di nó khó giờ nói bà con. Điều thứ hai là tôi không bệnh đâu biết không, thay thay thuận lão quân ông trời rồi tròn uống thuốc linh đơn trị bệnh hắc khí. Dạ. Người ta các phần linh căn đâu có ai đưa bệnh linh đơn. Dạ. Tôi nói rõ ràng. Dạ. Cho nên là mình không có bị gì trơn hết chú Hai. Thấy mình cũng đi lụm da chai hàng ngày đồ bình thường nhưng mà thấy cũng không có gì trơn hết chú Hai. Dạ. Bởi vì phần tâm linh nó khó nói đó bà con cô bác anh chị. Không phải gì một gì mỗi một người nó có một sứ mạng. Sứ mạng trần gian là má các cái phần tiên căn này. Ông lên bà xuống các cô các tiên nữ đó, là cái toàn là trong ngũ hành ra có. Nha, tôi nói luôn không phải gì mình khi chê người ta. Tại cái số người ta nằm bên ngũ hành là ngũ hành. Thấy không? Còn thiên còn kim tinh là nó chuyện thiên tinh địa đất. Mà ông nói vậy mà ông có ông cúng được đâu. Ông nói vậy khác nào đi vô tình đưa chúng sanh vào cái sợ hãi gầu nghĩ. Phải không? Ông phải nó làm cái bằng chứng. Còn bên kia tôi mới có cái gì sanh giảng rồi nữa núi cấm phá lầu. Ông thấy phá lầu chứ người ta giọt lên núi cấm toàn cất nhà lầu. Dạ. Không giờ ông thấy chứng minh không? Dạ. Thấy giờ em nói xuống nhà Nhật Lan nữa sao mà vàng bạc. Dạ. Tại vì biết sao thằng vàng ở núi cấm có nhưng mà tại vì chưa đến thời kỳ lấy được. Nó còn non, tôi nói biện chứng giờ đừng dạ. Nói còn non ha. Còn non, còn cái núi Sam thì hầm trì cũng còn non chưa lấy được, chưa đến thời kỳ sao mà lấy được. Dạ. Đó vì chú Hai ơi, năm nay thì cũng là năm dần thì con nghe có rất là nhiều người đó là hay nói là năm nay là cũng dữ lắm, nhưng mà theo chú Hai đó về tâm linh đó mình có thể chia sẻ cho bà con biết để bà con đừng có hoang mang cái tình hình năm nay nó cái như thế này, nào cái dữ hay không là do mình dữ hay không là do mình ha. Vậy đừng nói đổ thừa ông trời. Không có đổ thừa, mình tự mình gây ra nhà cướp bóc giết người bóc lột đập cửa làm ra vào con phú quá. Thì nó cộng luôn cái nhiều đời nhiều kiếp cộng trả lời. Dạ. Thì nó nói rồi. Nó sàng đó ha. Sàng nó chịu cái hậu quả. Dạ. Với cái năm nào của nó, cho nên năm nào cũng là trời Phật. Năm nào tại tự mình gây cái nghiệp ác thì mình đừng có trách ai. Dạ. Chính bản thân mình trách đứa mình đi. Dạ. Đó. Như là mình tạo nghiệp phải tự mình lãnh ha. Tạo lãnh. Không có ai cứu mình được ha. Không ai cứu. Dạ, con cũng nghe cái câu của Phật nói đó là có thể cứu chúng sanh nhưng mà ta cứu chúng bằng sanh linh hồn. Dạ, chúng sanh mà tạo nghiệp là Phật không cứu được. Không có cứu được. Dạ. Bây giờ tôi nói trực tiếp luôn. Phật đưa chúng sanh về trời không nổi. Nó nặng còn hơn cái núi quả Diêm Sơn. Cái nghiệp trần là cái nghiệp trần nghiệp quả nặng lắm. Ta cũng như Phật thánh tiên người ta cứu cái linh hồn như lần mây khói là cũng còn cái tôi nói giải thích về dạy hiểu người ta nắm gì. Cho nên nói với bà con cô bác gan rò tu hành, cô tu hành thì cô nhờ không phải tu nhờ. Dạ đúng rồi. Dạ. Ai cậu ăn cơm thì cậu no, tôi không ăn cơm tôi đói. Dạ. Đó nhờ vậy đó. Dạ. Chứ kêu nói chúng sanh đừng có tin vào đó. Bây giờ gắng lập công bộ đức cứu độ chúng sanh, có tiền có của, ai nghèo khổ ai đó khác. Làm phước thì gắng làm phước đi. Yeah. Đó là cái phước của mình, không có ai phước mà giật của mình được.
Mình tạo lại cái phước duyên thì mình hưởng được cái phước duyên. Còn dầu có mình chết đi nữa, mình được tạo phước đức thì nữa sao linh hồn các trời Phật đã đưa về trời. Thân xác này á, là cái xác tạm bợ mình đi mượn của người ta, không phải là thay của mình. Quan trọng là cái linh hồn đấy ha. Cái linh hồn mới là thay của mình. Thì hồi xưa thì vua cha hoàng mẫu cũng cho cái súng linh hồn, thì trở về cũng là linh hồn chứ đâu phải đem cái thân xác gì trời. Dạ đúng rồi, đúng rồi, chú hai chia sẻ rất là có lý luôn mọi người. Nó nói giờ giải thích thắc mắc giờ tôi cũng như đã cả trong 2 năm nay tôi làm là cũng như là 6-18 năm mà tới mình nhờ mấy cậu mới được quay phim đã, tức là tôi được mở cái màn u mịch mở ra mà cũng như hồi trước tôi như vậy đóng cửa. Bây giờ là tới cái ngày giờ gian nghe, tức là tôi sẽ nói cho chúng sanh hiểu. Trên không là tùy chúng sanh, nếu chúng sanh làm được thì chúng sanh nhờ, còn chúng sanh tạo ác thì chúng sanh gắng chịu đi, đừng có phân biệt đâu, trời cũng Phật cũng đừng có đổ thừa, rồi đây cứu tự mình mà mình gieo duyên nào mình hưởng cơ này. Đúng rồi, gieo lành thì gặp quả ngọt ha. Còn nếu mà mình làm ác thì không có ai cứu mình, mà mình cũng đừng đổ thừa ai hết. Các hàng tướng trời mà phạm lực cũng phạt như thường, đừng có nói ba thứ chúng sanh. Dù cho bất cứ là con cháu ai hay này con như thế nào mà phạm lực cũng phạt như luôn. Cho nên bà con cũng yên tâm, thì hôm nay cũng được chú hai về phần tâm linh để chia sẻ cho bà con biết là gắn ăn chay niệm Phật để cho được linh hồn trở về quy củ. Với cái kiếp trần là kiếp này trả có quà, người trả nhẹ người trả nặng, người trả đau đớn người trả rồi bị đâm chém, tại vì mình trước mình đâm chém ta, kiếp này người ta chém rồi mình lực có dài có trả, không ai tránh khỏi. Tại sao tu làm hiền quá tôi bị thật. Tại vì cái trước tại ông cái người đâm đó tức là cái quan gia tương báo hồi kiếp trước, bây giờ nó gặp mặt nó đâm mình, quan tương báo đó ha. Giải thích cho nắm vững cơ bản. Còn ông chú hai chia sẻ đó cho bà con biết là năm nay đó, tuy là nghe nói năm dần năm hổ thì nghe nói dữ, nhưng mà thật sự ra thì nó cũng không có cái gì hết chú hai. Do con người mình thôi, do con người tạo. Tạo mà cái ác thì gặp ác, chứ không phải nói con cọp này sẽ ăn thịt chúng sanh, nó không phải vậy. Không bao giờ có ha. Không có. Thì bữa nay chú hai chia sẻ cho bà con được biết đó, mọi người. Tại vì thấy nhiều vị nói thì cũng nói bà là, con là, hơi hoang mang. Vô tình người ta làm cho ta rối tâm trí. Rối loạn. Rối loạn tâm trí. Còn tu cỡ mở, bây giờ giàu linh của trời, nhưng mà cô làm phước làm phận như vậy, cô phải được qua tai nạn khỏi. Đúng rồi. Làm hiền thì mình sẽ gặp hiền. Có gì đâu, có gì đâu mới sợ. Cho nên là bà con cứ yên tâm. Chú hai thì về phần tâm linh thì chú hai chia sẻ cho bà con được biết hết trơn rồi đó. Thì làm ác thì sẽ gặp ác đó mọi người. Vì tiết lộ cho bà con biết một ít về năm nay là không có gì hết. Mà con nghĩ là chứ mấy năm về sau thì chắc cũng vậy thôi. Sao chú hai? Cũng vậy. Cũng như là giết đời tơi. Chúng ai nói chịu. Thì người đó ác là chúng đó ha. Chúng với nó kéo nhiều đời nhiều kiếp. Nó dồn lại ha. Dồn lại cũng như một bài toán rồi. Tao gom hồi xưa mày làm cái tội này chờ kiếp sau. Bây giờ không có trả liền tại chỗ. Cũng như là cái màn này là cái gọi là cái màn chó. Cái màn này là màn chó. Cho nên thì gom lại hết. Bây giờ tội lỗi thì gom lại hết. Bây giờ nó phải gì dành dùm dập chúng sanh. Dạ. Yeah.
Cho nên thì bây giờ là cái màn này cũng như là cái màn chót thì mình cố gắng là mình làm hiền, mình làm phước giúp bà con. Nói thành tiên thành thật thì không có. Cái như là bây giờ đó, nói cách đạo giáo phái không bằng cái đạo làm người. Dạ đúng rồi. Cái đạo làm người là bây giờ nó giờ cũng như là đạo Phật, đạo Thánh, đạo gì các gì đạo. Dạ. Nhưng mà vô đạo chứ mà không phải đạo. Dạ. Là tại sao? Bởi vì ông thầy là người trần gian. Đâu phải ông Phật, ông Thánh, ông Thần đâu mà cúng. Dạ. Phải không? Tôi nói biến chứng của cụ thể. Dạ yeah, đúng rồi. Nó là thầy phạm. Phải hồi cũng như hồi xưa ông Phật Thích Ca. Ông cúng được, ông đem về trời được. Giờ ai toàn là phàm phu tục tử. Ông thầy chùa cũng ai xa lạ cũng là người trần gian chứ có đâu, đâu phải là ông Phật đâu mà ông cúng. Dạ. Đó. Bởi vì ta nói gì là tin ông Thánh, ông Thần, ông Thánh giả cái gì tùm lum không thật. Trên đời là chỉ có mấy người cúng thôi. Một là Ngọc Hoàng Thượng Đế, hai là Địa Mẫu, ba là Phật Thích Ca, bốn là Phật Ca Về, các vị Phật mới cứu được. Nhưng mà ta cứu cái linh hồn, chúng ta cứu cái xác, đừng nghe mà cứu là cứu linh hồn, linh hồn. Dạ. Chứ đừng nói không, bây giờ cậu làm tội có ông Phật nào là rước tội không, bao giờ có. Dạ. Nhưng mà nó nhờ cả một đời người cậu làm phước như từ từ một chắc chồng là cái phước là cậu cao lên. Dạ. Thì nữa cậu chết cậu phải trả cái nghiệp lực, nghe không? Trả cái nghiệp lực cậu giết người ta, bây giờ cậu phải trả lại, giết là cậu. Nhưng mà cái linh hồn nữa. Dạ. Trả gì trả. Dạ. Mình trả hết là mình đi về trời. Dạ. Còn nếu mà không trả nữa thì cậu còn phải kẹt ở dưới trần gian, diễn ra đồ khác, kiếp khác, chừng nào nó gặp được thằng này đâm đâm cậu. Dạ. Dạ. Phải không? Dạ. Đó. Hôm nay rồi giải tỏa rồi giải thích. Dạ. Nói phải có căn bản. Rồi chứ khi nhiều ta nói cậu này mê tín hay cái gì, cái quyền là tôi nói. Tôi cũng thân sắc phàm chứ đâu phải ông tiên ông Phật đâu. Tôi lấy cái lời khuyên nhủ chúng sanh, ai là nghe được mà làm theo thì chúng sanh nhờ, chứ không phải tôi không có nhờ đâu. Dạ. Yeah. Như là bữa nay là mình chia sẻ cho bà con biết cố gắng tu hiền ha. Thì bà con tu thì bà con nhờ chứ mình cũng không có không được nhờ. Cái gì. Dạ. Yeah. Giờ có khi nhiều cái đạo vô giáo phái độc. Nãy giờ vô đạo đi rồi cứu ai? Có cứu con đầu không? Dạ. Giờ toàn là phạm thương tục tử rồi. Dạ. Yeah. Có cứu ai? Bây giờ là thấy là hình như là tự mình cứu mình. Tự mình cứu giờ đâu mình cứu ai? Bây giờ tôi nói cho cậu nghe. Cậu đã lấy sợi dây đi, cậu thắt rút đi. Đưa mấy ông thầy chùa mở, ông thầy chùa nó mở được. Đính bản thân. Thì cậu gây cái ác nghiệp thì cậu trả cái rút mở. Mình buộc thì ra. Tự mình mở ra. Tự mình mở ra. Dạ. Do không đưa mấy ông thầy chùa, đạo giáo phái nè. Toàn đạo giáo phái ai cũng nói vậy. Dạ. Cho nên là tự mình làm thì tự mình gánh, tự mình chịu, rồi tự mình mở luôn. Ừ. Bây giờ hồi xưa đó nhờ có thầy, bây giờ cắt linh căn xuống phàm. Tự mình làm, tự mình mở. Đừng nói ý và con trời ông Phật mà ông làm ác rồi cũng vào địa ngục giáo. Dạ. Yeah. Đừng nói là con nào được. Dạ. Yeah. Như là luật trời là xử lý nghiêm á. Xử lý nghiêm. Dạ. Yeah. Bây giờ luật trời ông trật chém, còn bên Phật Thích Ca theo Phật A Di Đà ông không chém, nhưng mà đài xuống trần gian khổ ai. Còn hơn cái chém. Chém mình cũng như đau có một. Dạ. Yeah. Đau có một. Còn kia ông xuống trần ông phải kiếp này của kiếp đây đọa đài. Thân châu ngựa con này con dê. Nó còn khổ trăm lần. Chúng sanh không hiểu nó còn khổ trăm lần hơn. Cái
ông giờ ông phạm tội chết bực rồi. Ừ. Yên thân. Còn bên kia còn chiếc đài xuống mới mốt lại rồi con ngựa. Ừ. Rồi hết ngựa rồi tới ngựa sao. Nó cũng nhiều kiếp ha chú hai. Nhiều kiếp. Dạ. Nó còn nặng hơn cái bên trời. Dạ.